Chào các bạn, hôm nay thứ bảy nghỉ học và ba Nguyên cho Bảo Nam đi câu cá, trải nghiệm câu cá. Bây giờ các bạn xem Bảo Nam câu các bạn nhá, các bạn xem Bảo Nam câu xem có không nha. Có Bảo Nam rất thích câu cá đó. Ô, gì đây? Oh, wow, Nam giật nhanh thế nhỉ? Được một con rồi các bạn ơi, xem nào. Rồi, ok thôi đứng yên đừng bay gớ. Nam giỏi quá các bạn ơi. Nam bỏ chúng là giật lên luôn cá luôn à. Đâu. À thế à? Chưa kéo mà con đã giật là có một con rồi. Rồi ok xin ra nào. Xin ra để bay gớ nào nào. Cho mình để bay gớ đó nha. Nó bắt ra rồi. Ôi các bạn ơi, Nam câu được con cá kìa. Năng cứ coi. Nam câu được con cá này. Là gì nó mát à? Ok, bây giờ ba gửi cá ra đây hai con câu tiếp nha. Từ 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 nha. Đây, Nam câu được con cá đây các bạn này. Ui, trời, trời. Nhá lên được chưa? Ui da, ui da, ui da được. Ui. Lại cá rô phi. Nam giỏi quá nhỉ, từ 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 con nha. Rồi, Nam hôm nay đi câu quá giỏi. Đây các bạn ơi. Đây đây đây, đây bạn lấy cho. Này, Nam cho được cá rô phi các bạn này. Nam siêu quá nhỉ. Rồi ok. Giật được con to luôn hả? Bây giờ tôi có bỏ đấy để ba gửi cho đã nhá. Ăn cá rô phi ra câu tiếp nè. Nãy giờ ngồi khoảng 15 phút mà câu được 10 con rồi đó. Các bạn nhìn Nam nè, Nam câu đi. Cả như một tay. Cười quá nhỉ. Nam câu cả như một tay các bạn ạ. Bây giờ việc là phải gỡ ra cho Nam rồi nè. Cười quá trời quá. Từ từ xem nào. Ồ. Rồi phao ra 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 ra. Ui nhé thôi, nhé thôi. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Con giật thế là cả. Ba xem nào. Nam giỏi quá trời các bạn ạ. Ú. Các bạn thấy Nam chưa? Các bạn thấy Nam câu quá giỏi rồi các bạn ơi. Giật quá siêu. Wow. Bây giờ gửi các bạn nhé. Cá to lắm các bạn ạ. Kéo câu của ba kìa. Mày kéo à, kéo à. Gì đây? Gì à? Đây, được một con này. À, Nam được một con luôn kìa. Nam đâu? Đấy xem, cao lên xem, cao lên cao rồi, Nam câu được con bảy tí kìa. Hai bà con giật một lúc được hai con luôn. Đây xem. Các bạn ơi. Đây cao lên con. Cao lên kia, cao lên tí. Để cho các bạn xem nào. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Hai bà con giật một lúc được một con luôn này, hai con luôn này. À, đây. À, bé tí thôi, hai bà con giật một lúc được hai con luôn. Bây giờ ba gỡ đó nha. Bây giờ bỏ máy rồi để ba gỡ ra nè. Ta lại quay tiếp nha cho các bạn xem nha. Ok. Phi mặc bụng này. Mày à. Có con được giật chưa?
Thôi con câu đấy đi. Cắn này, có ba cắn này, có ba cắn này, có ba cắn này. Cắn này, gì đây? Gì đây? À. Gì đây? Mày à, con gì đây? Wow. Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Wow. Ui giời. Các bạn thấy chưa? Đấy, hôm nay là bà. Đây, ui giời. Bà câu được con to quá nha. Tuổi cá nó càng nhiều nhất cho bác em. Wow. Cá gì đây? Wow. Giật liên tục. Đâu bác em. Lại cá rô phi à? Trời, càng tối cá đang càng nhiều các bạn ạ. Nhưng mà thôi, đủ rồi, bây giờ về thôi. Hai bà con về thôi nha. Wow. Từ rồi bác thu cần câu cho. Về thôi, về ăn cơm thôi. Nha. Cá rô phi này. Và tất hôm nay là một cái buổi mà đi câu cá hai bà con, có một buổi trải nghiệm câu cá rất là thú vị các bạn ạ. Đấy. Nam rất là thích nha. Và về đây bữa khác rồi câu tiếp nha. Đây là thành quả của Nam, ba và Nam câu một lúc đó các bạn ơi. Nhiều quá nhỉ. Ok, bây giờ về đem về ăn nhá. Rán ăn nhá. Ok. Các bạn thấy nhiều không?